Cái tên nhờ. Anh em rủ nhau chơi trò chơi, thằng nào nước mắt rơi thì cuộc chơi kết thúc. Theo đó, ở nhà mẹ không cho chơi Free Fire sống dài thành huyền thoại. Thế cho nên, hai cu cậu đã tìm những trò chơi lành mạnh mang tính giải trí cao hơn. Cơ mà giải trí đâu thì chưa có thấy, chỉ thấy nước mắt nước mũi tuôn rơi. Từ những gì quay lại cho thấy, cả hai cu cậu đang chơi trò lật chai đánh đầu. Trong chai màu đỏ sẽ có nước, và khi người chơi tung lên đến khi tiếp đất chai vẫn đứng vững thì sẽ là người chiến thắng. Người còn lại làm không được thì sẽ bị hình phạt là gõ chai lên đầu. Thế nhưng vì anh trai bắt nhịp rơi quá tốt nên là cậu em cứ thế mà bị ăn gõ liên tục, đến nỗi cậu bé mặt phải bí xị mà rơi nước mắt. Kẻ khóc người cười, và khi cuộc chơi đã có người rơi lệ thì sẽ kết thúc. Đoạn clip khi đăng tải lên trên tài khoản cá nhân đã khiến cho dân mạng thích thú. Nhiều người khi xem cũng không nhịn được cười, bởi cậu bé cây thì ít nhưng quê thì nhiều. Bên dưới là một số bình luận đáng chú ý. Đã cay mà mẹ còn quay nữa, ức quá không khóc mới lạ. Lần đầu mới chơi game đã gặp thách đấu và kết quả là ăn hành ngập mồm luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.